mình cứng rắn về lý lẽ nhưng mềm mỏng về ngôn từ, đúng không? Và chuyện đó anh đã nhắc các bạn từ hôm nay rồi, rất là lâu rồi, anh luôn luôn yêu cầu như thế, và chúng ta anh đắp các bạn phải sửa những công văn đi nếu cái lời lẽ nó chưa phù hợp. Miễn chúng ta cái nội dung truyền tải được cái mình mong muốn là đủ, nhưng lời lẽ cần phải mềm mỏng. Lời lẽ cùng một nội dung đó mà lời lẽ này nó sẽ đem tới hiệu quả này, một lời lẽ khác đem tới hiệu quả khác. Cho nên từ này về sau khi các bạn gửi một cái yêu cầu gì đến khách hàng, kể cả là công văn nhắc nhở hoặc thậm chí là thông báo những cái bước cuối cùng trước khi chúng ta khởi kiện, thì lời lẽ vẫn cần phải mềm mỏng các bạn nhé. Cái cứng rắn của bạn nó nằm trong nội dung rồi. Tại vì sao? Cái người đọc cái công văn của các bạn là con người. Họ đóng vai ông A và B của cái doanh nghiệp đó. Họ phải làm trong cái vai trò của doanh nghiệp đó, trong cái giới hạn của doanh nghiệp đó, trong cái khó khăn của doanh nghiệp đó, họ trễ nợ với các bạn. Chứ con người họ không gì sai các bạn để mà mình họ phải nhận những cái ức chế khi đọc cái thư của bạn, đúng không? Nếu họ đọc cái thư của bạn, họ hoàn toàn hiểu vấn đề và họ trân trọng cái cách bạn viết thì chuyện gì xảy ra. Và nếu họ đọc cái thư của các bạn, họ hiểu vấn đề và họ thậm chí họ bực vì cái nội dung bạn viết, cái cách bạn viết, cái câu chuyện bạn viết thiếu tôn trọng họ, thì chuyện gì xảy ra? Ai sẽ là người hợp tác các bạn thu hồi công nợ hơn, đúng không? Ok, mềm mỏng nhưng vẫn đủ cứng rắn là một cái skill mà không ai cũng có thể tập được. Đây là một kỹ năng phải tập mới có. Mềm mỏng nhưng không yếu đuối đó.